Em ế Nguyên Thủy luôn á. 24 tuổi lấy 25 tuổi được không? Dạ. Cái này để em xem đó chị ơi. Xem gì em? Xem bạn nữ có chịu hay không. Sẽ chịu ạ. Không. Mời bạn nam. Vào. Mời đi bạn. Xồm quá. Mời bạn nữ. Trời ơi, dễ thương quá, ngồi xuống mời bạn. Rồi, ưu tiên bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, xin kính chào các quý vị khán giả. Xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào em. Xin chào anh bên ấy ạ. Em xin tự giới thiệu. Rồi, chào em. Là Trần Thị Thùy, năm nay em 25 tuổi. Hiện là nhân viên quản lý đơn hàng tại Bình Dương, quê quán là Thanh Hóa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn nữ kế bên, cùng dạ, mọi người đến đây. Em tên là Sử. Dạ, em 24 tuổi ạ. Quê ở Hà Tĩnh mà đang làm ở Bình Dương. Bình Dương luôn. Vậy là được rồi. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên môi trường mà em mới nghỉ chuyển qua làm tự do. À, tức là làm về môi trường đúng không? Chưa học cái gì ra mà làm môi trường? Công nghệ môi trường. Công nghệ môi trường. À, 24 tuổi lấy 25 tuổi được không? Dạ. Cái này để em xem đó chị ơi. Xem gì em? Xem bạn nữ có chịu hay không. Bạn nữ chịu không em? Sẽ chịu ạ. Không cần xem luôn hả? Tốt rồi. Anh nghe giọng là thấy bắt sóng rồi ạ. Bắt sóng rồi. Dạ. Rồi được. Ưu điểm khuyết điểm của em đi. Về ưu điểm thì em là một người vui vẻ. Em hay hát mà hát cũng được. Em còn có thể làm thơ vui và có thể mang lại không khí vui vẻ cho những người xung quanh em. Làm thơ vui đi, thơ vui đi. Vậy thì em xin phép được đọc bài thơ do em tự sáng tác. Tuổi 26 những ước ao, buổi đầu coi bói biết bao là buồn. Thưa rằng con mãi chán trường, yên bề gia thất, thầy lường được chăng? Thầy rằng số tuổi nhâm thân, khổ trăm bề khổ, mất phần người ta. Thôi thì tay cứ xẻ ra, thầy xem cho quẻ, biết ta, biết người. Xẻ tay thầy nghĩa xong rồi, quay qua thầy phán, rối bời ruột gan. Tình duyên lận đận gian nan, 29 tuổi, ắt con chống lầy. Thôi thì con cứ mặc giày, mơ đi mà sống những ngày FA. Nghe xong nước mắt nhạt nhòa, phen này thầy mẹ chắc là ủ ê. Thôi thì em có về quê, đừng ai hỏi chuyện sao chê lấy chồng. Đợi khi duyên tới tình nồng, pháo đèn đưa lối, kiệu hồng rước em. Là bây giờ thầy bói nói còn 3 năm nữa mới lấy chồng hả? Ta 29 tuổi lần hả? Dạ. Rồi bạn trai có ưu điểm khuyết điểm gì không em? À, ưu điểm của em là biết chơi thể thao, biết chơi nấu ăn. Gì? Môn gì em cũng biết chơi. Ví dụ? Thể thao điện tử. Trời ơi, hèn chi. Không chơi điện tử không mà. Dạ không, em nói đùa vậy thôi chứ đá banh rồi cầu lông gì em biết chơi hết. Chắc ngày chạy chắc 5 phút rồi vô chứ. Đâu, em khỏe lắm anh ơi. Khỏe không? Khỏe. Thôi để chị Cát Tường chị thử. Đúng rồi, cái đó em biết rồi. Biết rồi đúng không? Biết rồi, em sợ rồi. Rồi còn gì nữa không em? Em cũng sống kiểu em sống người có tâm lắm, sống tình cảm ý, là thương người giúp đỡ người á. Rồi khuyết điểm gì? Cũng nói chuyện hơi nhút nhát xíu. Có mấy mối tình rồi mà nhút nhát? Em ế Nguyên Thủy luôn á. Cái gì? Ế Nguyên Thủy. Chưa có mối tình nào luôn là hả? 24 năm chưa, dạ. Có bạn gái hả? Thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn hả? Hôn dạ. Chưa? Ta hôn chưa dưới đây làm gì biết mà trả lời. Có bao giờ coi phim tình cảm không? Có. Cái đoạn ta hôn nhau mình thấy sao? Thấy vui mà. Hôn nhau thấy vui hả? Có cảm giác gì không? Thấy cũng nao nao trong lòng ấy. Mới đến đây đấy anh. Muốn hôn không? Dạ có. Thí dụ giờ mình được hôn cô gái bên kia, nụ hôn đầu tiên mình cảm giác thế nào? Tưởng tượng đi. Chắc là hơi ngọt, hơi ngọt. Ngọt hả? Dạ. Rồi để coi hồi nó ngọt không nha. Dạ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất là vào năm thứ 2 đại học. Mối tình thứ 2 là vào năm cuối đại học. Khi mà bạn ấy có ý định là ra nước ngoài học tập để phát triển sự nghiệp thì em rất là ủng hộ, cũng nguyện là chờ đợi hoặc là làm hậu phương. Nhưng mà rất tiếc là cái tương lai phía sau sự phát triển sự nghiệp ấy thì không có bóng dáng của em. Nói chung là người ta đi rồi, người ta bỏ em lại, đúng dạ. Không? Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì anh soái ca này được miêu tả rất là chi tiết trong bài thơ mà em đã làm, mang tên là Soái Ca Trốn Tìm. Sau đây em xin được đọc để miêu tả về anh Soái Ca. Mà để tôi phải chào chào anh Quang nghe. Chào anh Quang coi luôn chứ hả? Quang nghe. Trời ơi, dễ thương quá. Khoái cái vụ này nè.
Ôi ôi, dễ thương thiệt luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Đọc anh nghe luôn đó nào. Dạ. Anh khoái nghe bài này nè. Em xin phép được đọc. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Chàng trai vui tính, chẳng âu sầu. Trưởng thành, chín chắn và trung thủy. Giản dị, chân tâm, chẳng làm màu. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Soái ca hơn em cả cái đầu. Này nhé, chân em hơi ngắn ngắn, anh bước bên em mới thật ngầu. Anh chẳng rượu chè, chẳng bê tha, chẳng thích la cà, chẳng trăng hoa. Chẳng ham cờ bạc không cá độ, mê mỗi mình em thế thôi mà. Anh à, anh trốn ở nơi đâu? Bắt em tìm kiếm lâu thật lâu. Anh xuất hiện đi, em xin hứa, yêu mãi anh thôi, được không nào? Trời ơi, dễ thương quá. Vậy mà nãy ông thầy bói nào ông coi em 29 mà mới lấy chồng. Dạ. Cậu đưa anh coi vào tay rồi. Dạ. Thầy coi 29 lấy chồng, anh coi 26 lấy chồng em ơi. Vậy là năm sau đó. Năm sau đó lấy liền nha. Dạ. Cậu dễ thương quá. Cảm ơn anh. Vậy mà thầy bói coi kỳ quá, không được. Bên kia coi sao chứ, này nhiều người muốn bấm chuông dữ lắm rồi đó. Nhiều người bấm lắm á. Coi chừng nha. Thôi dễ thương lắm em trai ơi. Vô nha, vô. Rồi nghe cái tiêu chuẩn bài thơ chưa, nghe kỹ chưa? Nghe rồi. Rồi cảm thấy mình đạt được tiêu chí bao nhiêu phần trăm? Mình đẹp mình có quyền mà chị. Thôi ơi. Vậy luôn hả? Đẹp có quyền luôn đó. Đẹp lắm đó hả Cưng? Dạ em nói đùa chị. À, rồi em nghe tiêu chí người ta em thấy mình đạt được nhiêu phần trăm? Thôi chắc 60 thôi chị ạ. 60. Rồi vậy giờ em có những cái yêu cầu gì bên phía nhà gái không? Dạ bạn gái thì chỉ cần ngoan hiền. Nói chung ngoan hiền cũng cần thiết lắm. Sống có tâm là được rồi. À, dạ. Cậu này nãy giờ cứ nghe có tâm hoài ha. Dạ. Chơi thể thao gì mà ốm yếu quá vậy? Đợt này bị ốm vậy. Giờ khỏe không? Khỏe. Nếu mà kiểu như hít đất thì có xỉu tại đây không? Có môn khác không vậy? Cục dầu. Dạ, đó thôi để em hít đất. Có môn nữa chơi banh đũa được không? Dạ được. Trời ơi, không chơi luôn kìa. Đâu hít 10 cái thôi. Em nằm đây luôn sao chị? Nằm đây luôn chị đưa bệnh viện. Dạ được. Tội nghiệp con ta nha. Nhắm 5 cái sao không được chị em. Trời ơi. Trời ơi, đâu có lực cũng dữ lắm mà nhoi nhoi như con lãi vậy trời. Sao nó lượng sống dữ vậy? Thôi, thôi được rồi, khỏe lắm, khỏe rồi, khỏe rồi. Thấy gì thấy khỏe rồi đó. Rồi. Cao mét mấy gương? Dạ mét 68. Chắc này có ăn gian mà đâu mét 68 dữ vậy. Có khi 68 khi 67. Do bác sĩ đo cho em. Rồi bây giờ chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Càng sớm càng tốt. Cưới nhau về ở đâu? Dạ ở nhà. Nhà ai? Em có mua căn hộ nhỏ. Mua rồi? Dạ. Hay quá, giờ đang ở với ai đó? Cho thuê. À, ngủ cho thuê vậy ở đâu? Ở trọ. Rồi có nhà cho thuê, còn mình ở trọ. Ta tính toán cũng vậy được. Chứ. Rồi nếu như mà đã đám cưới về thì coi như là lấy nhà lại ở đúng không? Dạ. Nhưng mà rồi mua nhà xong rồi giờ còn tiền cưới vợ không? Dạ. Anh Linh anh coi bói cô bên này 26 tuổi là năm sau cô lấy rồi đó. Một năm em tìm đủ mà chị. Một năm là đủ phải không? Giỏi. Có nhà riêng cũng ổn định rồi. Dạ. Hai đứa ở ngoài miền ngoài vô đây có nhà riêng ha. Dạ. Sinh con đẻ cái rồi ha. Kệ nhỏ nhỏ cũng là nhà mình. Chị làm đây 20 năm mới mua được nhà đó cưng. Dạ. Vậy là bạn nó giỏi lắm rồi đó, tuổi trẻ tài cao. Nhà đó. Em nhà nhỏ mà nhà chị nhà cả mặt tiền mà chị. Thôi tiền gì mà tiền. Dạ. Ha. Rồi đồng ý. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. Đi em đi với cô ruột mới anh và em của em đó. À, xin chào MC xinh đẹp mà Cát Tường. Dạ. Và MC nổi tiếng Quyền Linh. Dạ chào cô. Tôi là cô của bé Thùy. Nhận xét về cái em trai bên này thì nói chung nhìn em thì cũng được, nhưng mà hơi ốm yếu. Thì cũng mong em là ráng luyện tập thể thao, phát triển cái số cân nặng của mình lên một chút. Và cô cũng mong muốn là hai con sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp cũ với cháu gái. Rồi bạn thân em à, con xin tự giới thiệu thì con là bạn của Miễn Sử. Nói chung là bạn hiền nhưng mà bạn cũng không có hút thuốc, rượu bia nữa. Không có gái gú, tính hay nhát gái lắm. Nhát bây giờ này chưa có 24 tuổi chưa có hung là biết rồi. Thì bạn gái bên đây dễ thương lắm á Sử ơi. Được thì mình nhấn nút luôn Miễn Sử. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em. Thôi bây giờ chúng ta tạo điều kiện cho hai bạn gặp gỡ nhau trực tiếp nha. Kéo màn lên. Bên đây có vẻ là tâm thôi nha. Vô cái tâm. Cảm ơn anh. Cô em làm ở đâu nhỉ? Em làm quản lý đơn hàng tại Bình Dương, Bình Chuẩn. Bình Chuẩn hả? Dạ. À,
Gần không? Gần chỗ anh. À, anh ở đâu ạ? À? Hòa Lân. Hòa Lân. Ê. Cuối tuần hay là lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì hả anh? Khi thì anh đi đá banh, trong là đi nhậu. Anh nhậu được nhiều không anh? Nhậu cỡ 4-5 chai thôi. Chai bia ấy ạ? À? Ờ, nếu như mai này mà có về chung một nhà thì em sẽ sang bớt cho anh 2 chai. Rồi, cảm ơn em. À, sau này mà lúc rảnh rỗi nếu như mà có thể thì anh có thể nhắn tin cho em cũng được ạ. Ừ, rồi chúng ta đến đây là có cái duyên rồi. Mình nên hai người cố gắng thì có thể tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Bây giờ nè, nói luôn đi. Dạ. Em thấy rồi, em cảm nhận cô ấy thế nào? Dạ, bạn bên dễ thương. Ừ, quá dễ thương là chuyện bình thường rồi, còn gì cảm nhận được cái gì sâu hơn nữa không? Cô ấy cũng vui vẻ. Nó thể hiện ra rồi, còn cái gì mà không ai thấy không? Tâm hồn đó, cảm giác thích không? À, thích anh. Thích anh chị? Thích cô ấy không? Dạ thích ạ. Thích ha, bây giờ thấy trong lòng nôn nao gì không? Hơi đỏ tai rồi. Được, có đỏ tai là được rồi, chứ nó bình thường là không được. Đó, thấy đỏ là có sao xuyến rồi đó. Thôi cô gái này mà xuất hiện nhiều chàng trai đỏ mặt sao xuyến đó nha. Bây giờ nè, thí dụ giờ hai người hẹn hò thì hẹn ở đâu? Hai người ở Bình Dương cả, mình hẹn ở Bình Dương thôi. Đương nhiên rồi, mà hẹn ở chỗ nào? Anh có biết nhiều chỗ chơi ở Bình Dương không? Ừ. Anh đi phượt nhiều lắm. À thế ạ? À? Tại vì em không có biết nhiều Bình Dương, em cứ đi làm về là ở nhà thôi, không đi đâu hết ạ. Ừ, ngoan vậy hả? Dạ. Vậy là nếu như sau này mà có cơ hội tiến đến với nhau xa hơn thì em rất vui vì đã có người rất là thông thuộc Bình Dương mà có thể đưa em đi khám phá những điểm mới mà em chưa tới. Đi nhiều nơi cũng được, chứ không phải ở Bình Dương, anh đi nhiều. Dạ. Được đó. Rồi, bây giờ nè, thí dụ giờ lấy nhau thì con cái em muốn mấy đứa? Càng đông càng vui cũng được. Anh có hay ghen không? Ghen thì yêu mới là ghen đúng không? Dạ đúng rồi, có yêu thì có thì ghen. Thì có ghen. Ghen ác không anh? Không có ác đâu, anh dễ này sao ác được. À đấy ạ. Chứ cô này ra là các chàng trai theo nhiều lắm luôn đó. Phải không anh? Phải mà. Sao cô ấy? Sao cô ấy hả? Tôi chưa biết sao cô ấy mà tôi biết sao anh ấy rồi đó. Đúng vậy đó, em nói hay đó. Tại vì cô ấy chưa thích người nào thôi, chứ không phải cô gái ế đâu nha em nha. Dạ. Còn em mới là mệt đó. Em ế Nguyên Thủy hả? Mình đôi khi cũng đừng thật quá anh trai ha. Cái gì mà mình cũng cần phải nói một cái lời nào đó cho nó ngôn tình nó hoa mỹ một chút xíu coi. Bây giờ lấy lại những gì đã mất nè. Hồi nãy giờ trong người em cảm thấy như thế nào? Từ lúc em bước lên đây em thấy cô gái này, trong lòng em sao? Chia sẻ với cổ. Anh muốn hai chúng ta có thể đi chung về một nhà. Rồi, được rồi, vậy được rồi. Nói câu này là chốt luôn rồi đó. Để tay vô trong nút bấm. Có được bấm thử không anh? Không có thử. Ở đây là thiệt chứ không có bấm thử. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Điều gì đến sẽ đến, nắm tay nhau nào. Xứng đôi quá ha. Rất xứng. Xinh quá, cặp này xứng đôi nè. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để xem phim. Rồi đó, hôn đi em. Nụ hôn đầu tiên. Vé nhẹ nhàng thôi. Từ, để yên Nguyên. Chưa. Cảm giác từ từ. Rồi anh. Thấy sao? Cô ấy thơm lắm. Cô ấy thơm lắm. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azac Hàn Quốc. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là sản phẩm Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của BBK. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây món quà của Hưng Phát USA, nhẫn cưới trị giá 18 triệu đồng nếu như các bạn tiến tới hôn nhân, gửi tặng các bạn. Đây, hoa của em. Em thay mặt đây, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em với bạn nữ có cơ hội được gặp nhau. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đi thẳng phía trước. Hãy đưa quay đến chính cuối cuộc đời luôn nha. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Còn nguyên lần nữa em về làm phát triển trang trại. Nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, không thể đi tàu xe được. Em thường ngủ là sexy không mặc đồ chị. Tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người nào ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy. Mời bạn nam.
Rồi chào bạn. Mời đi. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, xin chào ông Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Tân, mình đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tân làm gì vậy Tân? Dạ em công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Nay em không còn nguyên văn nữa, em về làm phát triển trang trại ạ. Là mình làm riêng cho mình luôn á hả em? Dạ đúng rồi chị, em làm riêng cho em ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào anh bên cạnh và tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phan Thị Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại và làm việc tại Thủ Đức. Công việc của em là em kinh doanh thời trang ạ. Kinh doanh online hay là có shop, có địa chỉ? Dạ có shop ạ. Vậy hả. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi, thích nấu ăn, em thích ca hát ạ. Em thích đi du lịch ạ. Bạn trai? Dạ em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ người khác. Rồi biết tự lập, cũng biết chiều chuộng bạn nữ ạ. Rồi nhược điểm của bạn trai là gì? Dạ em nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi. Nhưng mà em chỉ kể một số đặc điểm nổi trội thôi. Không thể đi tàu xe được, say sóng á. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Có đi đâu xa chưa? Dạ em đi, thường em đi phượt thì đi bằng xe máy ạ. Trời ơi, bên đây cô gái này là thích đi du lịch. Em đi du lịch bằng gì em? Dạ em đi máy bay ạ. Trời ơi, đi máy bay được không em trai? Dạ được chị. Thì có gì đâu, bên kia đi máy bay, em đi xe máy khi nào tới thì tới. Rồi còn tật xấu gì nữa em? Em thường không biết có nên nói không, đây cũng ngại quá. Kệ, nói đại đi. Nói cho bạn kia bạn hiểu. Thứ nhất là em không mặc đồ lót gì ơi. Hả? Cái gì? Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn ạ. Hồi nhỏ ba mẹ không có mua cho mặc hả hay sao? Không phải, thở mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ. Cha mẹ là cũng phải lo cho con cái gì, cái vị thành niên mà. Xong rồi em cảm thấy không được, thôi cứ bỏ hết, không có mặc được. Mai là em nam chứ em nữ là mệt đó mà. Dạ, cái thứ hai nữa em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị. Đúng rồi, ra đường không còn thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người đâu ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy à. Dạ với lại thường em có tật xấu đi đó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi. Dạ mỗi lần đi là dướng bạn mất công lắm. Chỉ cần mình khổng mặc đồ ra là ngay là xỉu thôi. Cái gì vậy trời? Thôi dừng chỗ này được rồi đó. Dạ. Chuyển qua bạn nữ đi, cái này nguy hiểm quá. Em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao? Dạ anh thật thà. Thật thà. Nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không? Dạ cũng sợ. Không em ơi, chắc em về anh sẽ cải thiện. Cổ thấy cái mặt của hơi hoang mang, còn sợ hay không thì tôi chưa biết. Rồi mình thì mình có cái yếu điểm gì không em? Dạ, yếu điểm của em là hay quên ạ, hay khóc. Ai nói những điều gì thí dụ như hơi xúc phạm chút thì em cũng là hay tổn khóc, thương tổn thương là em khóc. Em hơi nói nhiều chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ. Em ơi em khóc nhiều cần người dỗ không em? Anh dỗ cũng được nhưng anh nhớ bận đồ là được. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Nếu mà chính thức chỉ một mối tình 7 năm. Quen dạ. 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ quen 7 năm chia tay 3 tháng rồi. Rồi quên tình cũ 7 năm nữa chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi. Cái gì? Sao quen 7 năm mà mới 3 tháng quên sao hết trơn quên được? Trời. Dạ ngày xưa cô ấy là học trò của chị em. Năm thứ 7 em mới phát hiện ra là mình không hợp. Bị gì 6 năm kia là hợp hả? Dạ cổ thì đam mê nghệ thuật, chụp ảnh là thích đi đi đây đó, đi từ lưa thích đi nào đi à. Vậy 6 năm trước họ chị ấy có bạn ấy có chụp ảnh không? Có nhưng mà gần gần em chấp nhận được. Còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi. Nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em không chấp nhận được. Kỳ lạ nha. Dạ. Nếu giờ em gặp người yêu ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi. Như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật cả tháng 2 tháng á. Dạ. Rồi sao? Thì đó là tùy công việc. Thích đi là vì lý do cá nhân, đi chơi cho vui vậy thôi chứ không phải là vì công việc. Nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được. Dạ. Rồi tình trường mình thì sao em? Dạ em trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời khi còn đi học. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng một năm nay. Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Dư luôn. Dạ em 1m73 chị. Ít nói, thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó. Rồi cái đó dễ rồi. Có những điều gì em không thích ở người bạn trai? Không chung thủy, lăng nhăng, ki bo,
keo kiệt, nói nhiều. Em trai, em thấy được đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy 100% anh. Em thì không keo kiệt, cũng không bi bo, không nói nhiều. Mà đụng chuyện thì nói thôi. Chăm sóc người lớn không? À, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn rồi, phải là thương yêu chăm sóc người già. Nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình, em đó ở nhà cô đâu. À, con chở cô về. Rồi, vậy dạ, tốt rồi. Tốt. Em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Dạ, em thì cần một người bạn gái thì cá tính mạnh. Nếu mà ngoại hình thì chị tin càng tốt. Bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém thành Công Dung Công Hạnh. Nói chung là cái hình mẫu phải từ chị Cát Tường cửa lên em mới chịu. Cá tính mạnh là mạnh sao, mạnh chỗ nào? Dạ mạnh cỡ như má em vậy đó. Má em sao? Dạ má em là bà Năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất vùng. Ủa thích kiếm vợ nọ hung dữ hả? Phải dữ hơn nữa, dữ vậy chị không được em mà. À, phải dữ hơn nữa. Đừng cao quá chị, phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu. Rồi. Về ôm mới đã. Còn gì nữa không? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị, ở dơ mà cái vụ bày hầy quá thì hay nó cằn nhằn cạp rào. Chẳng thà nói lần một thôi em chịu nổi, chứ nói nhiều quá em đi luôn á. Để mình em ở dơ được rồi ha. Dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh. Thế nào mà tại vì có mình em thôi. Chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ á. Đám cưới không 2 tỷ? Dạ, không, đám cưới xong mà cho ly lập nghiệp á. À là cho 2 tỷ đi đám cưới, dạ, lấy vợ đúng không? Dạ. Mà má dữ lắm hả? Hay dữ không dữ mà chằn lắm. Má có đưa ra cái tiêu chuẩn con gái à, con dâu như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Hai ngổ về gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không không chị, em có trang trại riêng mà. Dạ. Có 2 tỷ trước thiệt phải không? Dạ có ạ. Nghe 2 tỷ mừng quá. Ô, chào em gái. Dạ em chào anh Dương Linh ạ. Chắc hôm mai bà mối cũng được 10%. Anh Minh Tài ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không? Có những cái điều sâu kín mà cũng kể hết nữa. Bên đây thì thấy hiền lành á. Dạ. Thôi để hai người nói chuyện nha. Dạ. Chứ anh thấy bên đàn gái dễ thương rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó. Rồi hôm nay em đi chơi đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với lại hai em gái của em và em trai của em ạ. Em ruột luôn đó hả? Dạ một người em ruột và người em họ em. Rồi cho chị gặp em ruột của em rồi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, em chào anh Tân ạ và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang. Theo cái nhận xét riêng của em á thì em thấy là anh Tân là một người hiền lành, điềm đạm, tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu. Em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ. Tân đi với ai Tân? Dạ đi với chú ruột ạ. Chú ruột hả? Dạ chú ruột. Chào Quyền Linh và Cát Tường và các bạn ở đây. Nói chung là thằng Tân là nó cũng tự lập từ nhỏ. Tới 30 mấy 40 tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi. Bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có con dâu cho bà chị tôi cho nó vui vậy mà. Bơm vô làm sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó bấm để cho nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi. Dạ ba má bơm 2 tỷ chú có bơm cho miếng nào nữa không? Cái đó mình không hứa được nhưng mà điều mình thực hành thôi. Tính trước bữa không tới. Rồi cảm ơn chú. Rồi, mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Đứng gồng quá, ngồi xuống đi. Trời, em gồng quá, em run quá, lên giờ thấy khốt quá trời. Chào em lại trước nha. Anh thấy em xinh gái quá, đẹp gái quá. Là một cái hình mẫu nhỏ nhỏ, xinh xinh giống như má anh vậy đó. Anh chọn rồi đó. Nhưng mà không biết cái cá tính của em có mạnh hay không nữa. Anh cần điều đó. Bởi vì anh lì lắm, không ai trị được hết á. Nhà má nói tiếng trước tiếng sau bà phan đồ, phan anh chụp. Không nhầm hết á. Em thì em thấy ngoại hình của anh thì dễ nhìn ạ. Anh nói chuyện thì hiền, thật thà. Em thì hôm nay em đến đây thì em có một đoạn bài hát em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ. Anh có biết không hè về phường hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ướt vòng trao dân. Giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Em xin cảm ơn ạ. Hay quá.
Thì quá tiếng tới hát đi, tới em đó. Em hát hả? Em hát thì dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn. Bừa tới hát bài gì đó hát đi, tặng đáp lại đi. Dở đừng chơi nha. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh năm mười quan đẹp trai dễ thương và còn tìm sách chung tình. Gặp em đêm nay mãi dường như bao lâu, tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi, yêu anh yêu anh nhé. Nhảy người lên. Anh yêu hơi nhảy em nhảy. Có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu hơi mới chỉ xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Quá dữ, quá dữ. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Chết quá. Ủa, quá dữ. Lúc mà giữ mấy bò ai hát bài này lắm hả? Không có anh. Em giữ hát bài khác. Đã đi chăn bò cầm cái ra cờ to, mà không đi tao lấy cây chọc đít bò. Bỏ lại. Hát con Duy với bò phải không? Dạ. Mà không bận đồ. Không rồi đứng hát. Trời ơi sao nó lèo bèo vậy trời. Ủa nó nghe nè, rồi mấy mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không? Lấy vợ về chắc phải mặc chứ chị. Có không? Tối ngủ chắc phải khép nép tí xíu. Thôi vô chuyện tình cảm đi, bây giờ em thuyết phục cô gái đi. Hỏi cô gái giờ mình hẹn hò đầu tiên ở đâu, như thế nào đó. Anh thấy em có dây rụt rè, em kinh doanh nấu nhiều nữa. Anh thích phụ nữ nói nhiều mà nói chuẩn, nói làm sao thuyết phục được người khác. Rồi em cảm nhận gì anh? Anh thật thà. Có cần đứng lên cho em xem kỹ đi. Không body anh là em thấy là được rồi đó, ổn rồi đó. Dạ. Em cứ coi đi, anh men lì, anh tham đi, men lì mà. Nói thật sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh. Em thấy cô này có cá tính mạnh không? Dạ, cái nghề tay trái của em là cho dai nữa mà. Nên em phải cần con cọp. Mạnh mẽ lên, em thử mạnh mẽ cho anh xem đi. Người ta mắc cỡ thôi chứ, ta dân kinh doanh mà. Thôi em đứng lên thì cảm nhận đi, đứng lên. Rồi cảm nhận sao? Sao nghe lạnh ngắt chị được rồi? Dạ. Thì để nút bấm sẽ là quyết định của em. Ừ, bây giờ tối như thế này à. Anh thấy anh với em không hợp rồi. Nó lớn hay nó nhỏ? Dạ. Nói gì vậy? Dạ, em cái câu bùa của em anh. Em rót bùa trong cổ á. Nói gì vậy em, nói nhỏ chị nghe coi. Đừng có bị dụ nha, nói gì vậy? Anh nói em là nên cho cơ hội. Không dám chơi. Nói lớn cho bà con người ta nghe nữa. Chơi năng nỉ. Ôi sao đụng hoài nó cũng thấy anh. Kiếm đi. Bên kia. Rồi. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Và sao cả hai đều không bấm? Dạ như em đã trao đổi, em cần một người có tính rất mạnh, rất là nhanh, nhạy bén. Em thấy bạn nữ hay lục rè. Còn bạn gái? Em thì em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau. Nãy em nói nhỏ nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi, nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp. Tào lao. Ở trên đây là cơ hội, ở cái ghế đó, cái ghế rất là thiêng liêng. Ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao. Từ cái ghế này mà không có bấm là bấm. Coi như không có duyên đó em. Dạ. Nha. Là mất cái duyên rồi đó. Dạ. Chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu. Ra ngoài tôi sẽ có một cái duyên khác. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Island. Đây là một cặp gối của sản phẩm nệm cao su Đồng Phú gửi tặng các bạn. Cảm ơn hai bạn. Chúc các bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Đây hoa của em đây. Rất tiếc thưa quý vị, cô gái cũng dễ thương, chàng trai cũng dễ mến, ai cũng thật sự là đáng quý cả, nhưng mà có thể họ chưa hợp nhau. Biết sao được quý vị nha. Chắc chắn trong cuộc đời họ sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Em có một số tài lẻ như là đàn hát, em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Thì em hy vọng tìm được một người là
vừa người, cao hơn mình. Tức là em hay đi giày cao gót nữa, nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi em trai. Mời bạn nữ. Oh. Rồi, mời em gái ngồi, dễ thương quá. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thủy Dung, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là chuyên viên nhân sự ạ. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, rồi chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Xuân Bảo, mình năm nay 26 tuổi, mình là quê ở Bắc Giang, sinh và lớn lên tại Đồng Nai, đang làm việc tại quận Bình Thạnh. Em làm về gì? Em là nhân viên về kỹ thuật điện. À, kỹ thuật điện bên 26 kia. 26 tuổi làm sinh năm bao nhiêu em? Phòng nhân sự. Dạ em mùa 92 chứ. 92, em là bên ấy bao nhiêu? Dạ 90 à. 90, rồi, bạn nữ lớn dạ. Hơn nam 2 tuổi hả? Sao thấy vậy được không? Không có vấn dạ. Đề gì ạ. Em cũng thấy bình thường chị. Bình thường ha. Dạ. Đó, nhất trai lớn là yêu là trai lớn một. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em có một số tài lẻ như là đàn hát, em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Wow. Đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát dành cho đàn ukulele, ca khúc là Cô gái mét 52. Mời mọi người cùng lắng nghe. Là cô gái ôi mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chẳng son phấn khoe sắc màu, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sao, từ chuyện mẹ cha xin đừng nên vợ chồng, thương em đời lâu nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thương em đời lâu thêm màu sầu, nay nói ra cho hết hết đau đầu. Dùng quá. Cảm ơn mọi người. Ở bên kia có muốn làm gì không? Thôi để đáp trả đàn gái thì bên này cũng xin hát một bài. Rồi. Bên đây cũng có đàn, bên kia cũng có đàn. Để tặng bạn gái thì mình xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vẫn mắt đây sang lòng lành, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng đạp xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta ra đây chung trời mây, ta cũng đón tương lai. Tay cầm tay ta cũng vui xây dựng bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngày từ phút chỉ đạo, chúng ta sẽ về chung một nhà. Được, hai đứa hợp đó. Về kẹt lắm, xách hai cây đàn đi cũng hợp. Rồi, bây giờ mình nói về những ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn trai. Em thì em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Nhiệt tình trong công việc. Gì nữa? Có kế hoạch trong cuộc sống. Tốt. Có tinh thần thần ham học hỏi. Ừ. Thì cái guitar này là em đi bộ đội 2 năm này em tự học thôi chứ không ai dạy cả. Em đi bộ đội 2 năm rồi. Dạ. Vậy là có thời gian rèn luyện rồi, tốt luôn. Vâng. Có khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm thì em thì nếu mà nghe cảm làm nhiều thì em hay gọi là cáu, mình cáu. Với lại là em không uống được rượu bia. Tốt. Hút thuốc không? Em không hút thuốc đâu chị ạ. Hay quá ha. Rồi. Có vẻ lành mạnh quá đúng không chị? Lành mạnh ha. Được. Ủa rồi. Em gái tình có mấy mối tình em gái? Em cũng có một mối tình thời sinh viên. Mối tình thì kéo dài được khoảng 2 đến 3 năm thì tụi em chia tay. Lý do là người bạn trai có người thứ ba. Dạ. Thì từ đó đến nay thì em chưa có quen ai hết. Mấy năm luôn không có thể quen ai? Chắc cũng khoảng 6 năm rồi đó chị. Rồi. Bạn trai thì sao em? Tình trường mình như thế nào? Dạ, em thì cũng có 2 mối tình rồi. Thì mối tình sâu sắc nhất là từ thời sinh viên được hơn 3 năm. Khi mà tốt nghiệp rồi thì đi làm thì tiếp xúc nhiều hơn, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, thì phát hiện ra là có nhiều điểm khác quá.
nên là chia tay. Em chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi. Vâng. Bây giờ thế nào là phù hợp với em? Em diễn tả thử xem. Cũng không yêu cầu cao về ngoại hình, nhưng mà cao khoảng 1m54 trở lên. 54. Vâng. Rồi dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ. Để anh xem coi có giống ý của em không nha. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Nãy giờ em trai tả thì em cảm nhận là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em nghĩ là đáp ứng có thể là 50% thôi anh. Ít gì nữa hả? Dạ. Là kim tốt mà. Tại em cao có 1m52 thôi à. Chiều cao không quan trọng, không nói lên điều gì cả. Dạ. Quan trọng là em hát hay nè, thông minh này kia là được rồi ha. Bây giờ em nói đi, em sẽ tìm một người đàn ông như thế nào nè, xem giống đàn trai bên anh không? Dạ, thì em hy vọng tìm được một người là vừa người, cao hơn mình. Tức là em hay đi giày cao gót nữa, nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Rồi gì nữa? Bạn cũng thích thể thao. Mình biết bơi lội. Biết bơi lội. Ờ, em cũng thích bơi lội đó anh. Ừ. Hai dạ. Đứa về bơi cùng nhau được. Thích bơi lội, leo núi chẳng hạn. Bạn Nam có thích leo núi không bạn Nam? Có, tại vì gần chỗ nhà mình thì mình có một cái chùa núi thì khá là cao. Ừ. Thì mình năm nào mình cũng leo mấy lần hết. Ra Lào đúng không bạn? Đúng rồi. Ở sao dạ. Bạn biết? Mình cũng đi leo mấy lần rồi. Hai đứa về bơi với leo núi đi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích sự khoe khoang chị. Khoe khoang, nổ dạ. Đó. Nổ đó chị. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà tìm được người phù hợp thì có thể là khoảng nửa năm đến một năm. Nửa năm đến một năm, có nghĩa là mình đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân rồi. Vấn đề là cái người bạn trai có hợp với mình hay không thôi, đúng không? Rồi, để chị coi thử xem. Chào em. Vẫn tự tin đúng không? Cô gái vâng. Lớn hơn mình 2 tuổi vẫn chinh phục được đúng không? Vâng, không có vấn đề gì ạ. Nhưng mà bây giờ cổ thì cổ nghĩ là cổ nếu mà người phù hợp là sẽ kết hôn sớm. Nhưng mà em còn trẻ và em có tính tới chuyện kết hôn chưa? Thì gia đình em cũng đục lắm rồi thì 6 tháng 1 năm là kết hôn được, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đã có chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa mà được? Về kinh tế thì hiện tại thì mức lương của em cũng khá là ổn rồi. Ừ. Còn cái việc nếu mà cần thiết, nếu mà muốn sinh sống ở Sài Gòn thì mình có thể mua nhà Sài Gòn, cái đấy kinh tế mua được. Em nói cái mẫu của em và cô gái nó cổ đạt 50%, thì em tưởng tượng thử hình dung cô gái ngồi bên này như thế nào. Bạn nói là bạn cao 1m52 thì cái vấn đề chiều cao không quan trọng đâu bạn ơi. Cách bạn nói thì chắc là bạn cũng rất là dễ thương. Chị cũng thấy hợp lý rồi đó. Và ăn thua không biết là người thân của các bạn thì có suy nghĩ như thế nào. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ em gái và các chị đồng nghiệp. Có ba mẹ em ha. Rồi dạ. Cho chị gặp ba mẹ của em nha. Rồi chào cô chú. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý khách ở trong phòng quay. Riêng bố nhận xét bạn nam bên này thì nhìn gương mặt là chững chạc. Nói chung là cũng trải qua những cái thử thách của cuộc sống rồi. Đấy, còn cái đam mê ca nhạc thì rất hợp với gia đình mình. Bố nói với Dung là mình trao cho bạn cơ hội, tức là mình đã mở cái cơ hội cho mình để mình tìm được nửa kia suốt đời của mình. Chúc hai người sẽ tiến được xa hơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em có đi với vợ chồng anh chị gái và vợ chồng em gái và ba người bạn. Rồi, em muốn ai có ý kiến? Xin mời chị gái em ạ. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Và chào quý vị khán giả trong trường quay. Tính tình của Bảo ở nhà rất là ngoan, biết chịu khó và hòa đồng với bạn bè. Anh chị em rất là thương yêu nhau. Còn nhận xét về bạn gái bên này thì dễ thương, thật thà và thích hợp với em trai của mình. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi, bây giờ mở rào. Có món quà tặng bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Sao bạn biết mình thích đọc sách vậy? Chắc là thần giao cách cảm. Cuốn sách mình tặng bạn tên là Hạnh Phúc Là Không Chờ Đợi. Chúc bạn là sẽ có mỗi ngày là một cái ngày vui và ngập tràn trong hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Rồi, các bạn về ngồi chỗ ngồi. Mình cảm nhận là lần đầu tiên gặp bạn của mình thấy thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương. Nói chung là ngoài sức mong đợi của em. Anh em đi, hãy tự tin lên. Nếu được thì anh muốn em là người để anh làm cho em hạnh phúc. Nói chung là khi mà nghe những cái lời của anh thì em thấy nó khá là chân thành. Và cũng em cảm nhận anh là người sống rất là tình cảm. Thì đúng như những cái gì mà em mong muốn ở một cái người mà gọi là cái nửa kia của mình. Em trai có sở thích đó là hôn tóc phụ nữ đúng không? Dạ đúng ạ. Em nhất là thích người hôn tóc, nhéo múi bạn nữ.
Đâu qua làm thử coi được không? Chị xin phép bạn nữ mình có được không ạ? Chắc là được. Thế nào, thế thế nào? Bạn nữ rất là thơm. Còn nhéo mũi nữa hả? Vâng, tại vì thấy bạn nữ rất là xinh nên là em có cái ý muốn lấy đà rồi mà chưa có dịp bây giờ. Nhưng em mà tại sao vậy anh? Cái này nó giống như là một cái sở thích từ nhỏ của mình ấy. Anh cứ thấy... Rồi nhỏ giờ em nhéo mũi ai? Mấy đứa cháu chị. Coi như đang nhéo mũi cháu thì cũng được. Không, còn đây là người đẹp. Người đẹp thì em cũng nhéo mũi mà. Thử xem. Nhéo sao gãy mũi người ta đi. Rồi bây giờ kết hợp giao lưu bản văn nghệ đi, rồi chúng ta bàn tới chuyện hôn nhân nè. Tôi để em tặng mình gái chút một bài đi. Ngày xưa anh ở bộ đội, anh học guitar là do anh nghe cái bài này. Và lúc đó thì anh nghĩ là anh sẽ đàn cho người mình yêu. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hở quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt em ngại ngùng ngó sang anh thân thờ bơ phờ đôi mắt mơ. Anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong ba môi mồng rất khó. Vì lo trong trái tim em là có ai, nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng. Người yêu ơi yêu mình anh được không? Từ giờ và sau lại xua lạnh nơi đây mùa đông. Là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy hay để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là anh thì là ai? Để anh đưa em về, để tình yêu mãi mê. Mà kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé baby. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha các bạn. Một câu thật chân mình thành. Mình nói những cái gì mình đang suy nghĩ đi. Anh không hứa mang cho em sự giàu sang, mang em đi khắp thế gian này. Nhưng mà anh nghĩ là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh. Bây giờ cái đó là cái câu cũng quen thuộc lắm rồi. Dạ. Em nói thật, cái trái tim mình bây giờ hiện nay trái tim thế nào và em đang suy nghĩ gì về người đối diện? Thật sự là anh gặp em là anh thấy ngoài sự mong đợi nhiều. Nên là anh không biết nói gì. Anh rung, anh không nói được. Giờ tim em thế nào? Em gọi là không tả được anh ạ. Em không biết tả sao. Đặt tay vào nút bấm nha bạn. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là trao duyên nha. Bấm là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Nào, hãy bấm nút bằng trái tim. 3 2 1. Hết thời gian. Chúng ta nhau đi nè. Rồi, hãy xin phép ba mẹ bạn gái. Cháu xin phép hai bác cho cháu hôn Dung một cái. Đó, bác trai gật đầu đó. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dành tặng cho hai bạn, đây là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, cố gắng nha, cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và báo tin vui cho chúng tôi. Đây, hoa và đàn của bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Để bạn gái đi trước đi. Đó. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta chỉ có một cặp đôi hẹn hò với nhau thôi. Còn một cặp đôi còn lại thì hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Thưa quý vị, ngoài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên sóng truyền hình thì chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Chi tiết thì có thể liên hệ tại fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc là số hotline đang chạy bên dưới màn hình quý vị nha. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.